Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với cửa hàng mắt kính thái quan. Thì hôm nay bên Liêm mới về cái gọng của Guy Laroche đây, I Square. Ha, đây là cái gọng nhựa, dòng nhựa acetate. Đó, có chung cây cốt vào ở phía trong, rất là đẹp và tinh tế luôn. Ha, chúng ta sẽ coi một dòng cái dòng gọng này. Ha, đó. Thiết kế thì rất là hiện đại, rất là trendy. Của năm 2021 đó. Thì mọi thứ rất là đẹp ha. Đây là thông số cái gọng nè, chất lượng là EU ha. Mọi thứ rất là sáng bóng và bóng loáng đó. Mọi thấy không, cực kỳ đẹp đó. Kiểu thiết kế thì rất là hiện đại so với thời thượng như bây giờ đó. Gọng của Pháp nha đó. Dòng gọng này thì rất là ok, rất là đẹp đó. Thì nếu mà mình ráp trồng độ hoặc là trồng đổi màu hoặc là trồng nhuộm màu để làm kính mát thì cũng rất là hợp nha. Đó. Rất là mọi thứ rất là ok luôn. Rồi, thì Liêm giới thiệu xong về cái gọng này nha.